Xin kính chào quý vị khán giả. Chào mừng quý vị đến với điểm tin 24 giờ của Tamda Media. Bản tin ngày 13 tháng 9 có những nội dung đáng chú ý ngay sau đây. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Xét áp giá chân đối với điện và khí đốt Ukraine tuyên bố chiếm lại phần lãnh thổ rộng hơn 6.000 km vuông. Bộ Công an chỉ đạo Cục Quản lý xuất nhập cảnh in thông tin nơi sinh vào mục bị trú của hộ chiếu phổ thông kể từ ngày 15 tháng 9 năm 2022 Tại cuộc họp bất thường hôm 12 tháng 9, chính phủ Séc đã đưa ra mức giá tối đa cho điện và khí đốt để bảo vệ các hộ gia đình khỏi giá tăng cao trên thị trường. Theo đó, người tiêu dùng bán lẻ, bao gồm các hộ gia đình và doanh nghiệp, sẽ phải trả tối đa là 6 korun cho mỗi kilowatt điện và 3 korun cho mỗi kilowatt khí đốt, bao gồm thuế giá trị gia tăng DPH những thay đổi trên sẽ thấy trong hóa đơn thanh toán tiền đặt cọc vào tháng 11 tới. Điều chỉnh này áp dụng cho các hộ gia đình, doanh nghiệp và các tổ chức khác như trường học hay bệnh viện. Với mức giá giới hạn 6 coron 1 kWh đối với điện và 3 coron 1 kWh đối với khí đốt, một hộ gia đình sử dụng điện để sửa ấm sẽ tiết kiệm được 111.000 coron mỗi năm, bởi nếu không quy định mức giá trần, giá điện ước tính sẽ là 12 coron 1 kWh dự kiến bằng việc giới hạn giá điện và khí đốt sẽ tiêu tốn nhiều nhất khoảng 130 tỷ coron từ ngân sách nhà nước nhưng chắc chắn việc giới hạn giá năng lượng sẽ tác động đáng kể đến lạm phát. Thủ tướng Petr Fiala hy vọng hạ viện sẽ thông qua các biện pháp này của chính phủ tại phiên họp vào ngày 16 tháng 9 tới đây. Cuộc khảo sát của cơ quan Kantar được CH24 công bố mới đây cho thấy Đa số người dân Sách ủng hộ đàm phán nhập khẩu năng lượng với Nga hơn là cắt đứt hoàn toàn quan hệ trong bối cảnh chi phí cao và nhu cầu tiết kiệm tăng. Theo như cuộc khảo sát, 49% người được hỏi ủng hộ đàm phán với Nga về nguồn cung cấp khí đốt tự nhiên và dầu mỏ, trong khi 43% ủng hộ việc cắt đứt quan hệ hoàn toàn với nước này, cho dù cái giá phải trả là giá năng lượng tăng hay hạn chế tiêu thụ. 41% người tham gia khảo sát không đồng ý với các hành động của chính phủ trong cuộc khủng hoảng năng lượng và 33% người khác gần như không đồng ý. Theo các chuyên gia phân tích, xã hội Séc bị chia rẽ thành hai hướng. Một là cắt đứt việc lấy dầu mỏ và khí đốt tự nhiên từ Nga. Hai là đàm phán về nguồn cung cấp khí đốt từ Nga. Theo số liệu thống kê từ Hiệp hội Ngân hàng Séc Hippomonito công bố ngày 13 tháng 9, Lãi suất đối với các khoản vay thế chấp mới để mua nhà đã tăng từ 5,42% trong tháng 7 lên 5,76% trong tháng 8. Đây là mức lãi suất trung bình cao nhất kể từ đầu năm 2010. Khối lượng và số lượng khoản vay thế chấp mua nhà trong tháng 8 tiếp tục giảm và là mức thấp nhất kể từ tháng 1 năm 2020 trở lại đây. Trong tháng 8, các ngân hàng và ngân hàng tiết kiệm xây dựng đã cung cấp 10 tỷ korun cho các khoản vay thế chấp. Khoản vay thế chấp trung bình trong tháng 8 chưa đến 3 triệu korun, mức thấp nhất kể từ cuối năm 2020 trở lại đây. Trong khi đó, vào tháng 11 năm 2021, khoản vay thế chấp trung bình đạt mức cao nhất khi lên tới 3,46 triệu korun lãi suất cho vay thế chấp tăng thêm một điểm phần trăm, có nghĩa là khoản thanh toán hàng tháng sẽ tăng thêm khoảng 1.500 kron. Theo đó, so với lãi suất 2% như năm trước, thì lãi suất 6% sẽ làm cho khoản thanh toán thế chấp trung bình hàng tháng tăng lên 6 đến 7.000 kron. Theo các chuyên gia, lãi suất vay thế chấp có lẽ đã đạt ở đỉnh điểm, dự kiến lãi suất sẽ ổn định hoặc giảm nhẹ trong những tháng tới. Trong nửa đầu năm nay, dân số của Cộng hòa Séc đã tăng thêm 9.000 người lên tới 10,526 triệu người. Trong năm nay, số người tử vong nhiều hơn số người được sinh ra. Sự gia tăng dân số chủ yếu là do người di cư nước ngoài. Dựa trên dữ liệu của Văn phòng Thống kê Séc, dân số Séc đã tăng lên 10.526.000 người, sự gia tăng dân số chủ yếu là dòng người di cư từ nước ngoài đến, có 33.800 người nhập cư vào Séc, trong khi đó chỉ có 15.200 người di cư ra nước ngoài. So với nửa đầu năm 2021 khi bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19, nửa đầu năm nay, số người tử vong đã giảm xuống 59.700 người tử vong, số trẻ em sinh ra giảm xuống còn 50.000. Tuy nhiên, thống kê không bao gồm công dân Ukraine nhận được bảo vệ tạm thời ở Cộng hòa Séc sau khi cuộc chiến giữa Nga và Ukraine nổ ra. Theo như dữ liệu từ Sở Ngoại kiều Séc, trong nửa đầu năm 2022, có khoảng 373 người Ukraine đã nhận được sự bảo vệ tạm thời tại Séc. Bạn đang tìm kiếm công việc phù hợp với khả năng? Hãy đăng ký ứng tuyển và bứt phá sự nghiệp cùng Tam Đạo Úc Chí với những vị trí sau nhân viên cửa hàng phù hợp với người nhanh nhẹn chăm chỉ biết giao tiếp tiếng séc là một lợi thế nhân viên lái xe phù hợp với những người có kinh nghiệm lái xe giao hàng tại cộng hòa séc có hơi được đào tạo lên bằng lái xe c và bằng chuyên nghiệp bạn giao tiếp tốt tiếng séc và tiếng việt và đã tốt nghiệp trung học phổ thông tại cộng hòa séc hãy ứng tuyển ngay vào vị trí nhân viên văn phòng môi trường làm việc chuyên nghiệp trẻ trung đặc biệt nhận người có visa lao động hợp lệ tại cộng hòa séc hãy nhanh tay đăng ký và ứng tuyển qua website tamda.eu hoặc qua số 775 456 789 Tuần trước, sự thay đổi đáng kinh ngạc đã diễn ra trên chiến trường ở Đông Bắc Ukraine khi cuộc phản công nhanh chóng của họ đã xuyên qua các tuyến phòng thủ của Nga và chiếm lại phần lãnh thổ rộng hơn 6.000 km vuông. Tổng thống Zelensky cho biết quân đội Ukraine đã giành lại 6.000 km vuông lãnh thổ kể từ đầu tháng và đang tiến xa hơn. Ông Zelensky cũng kêu gọi tăng viện trợ cho Ukraine và trên hết là tăng tốc độ cung cấp các hệ thống phòng không. Tuyên bố được đưa ra trong bối cảnh Ukraine mở đợt phản công chấp nhoáng ở tỉnh Kharkov, miền Đông Bắc, tái kiểm soát các thành phố như Izium, Kupiansk và Balaklia. Giới chuyên gia phương Tây nhận định Ukraine đã giành lại gần 10% lãnh thổ mà Nga kiểm soát kể từ khi mở chiến dịch quân sự đặc biệt hồi tháng 2. Dù được báo trước về kế hoạch tiến công trên cả hai mặt trận, nhưng các quan chức phương Tây vẫn rất bất ngờ trước nhịp độ tiến công và những thành quả mà Ukraine đã đạt được ở phía Bắc. Trong cuộc trả lời phỏng vấn CNN phát sóng ngày 11 tháng 9, Tổng thống Zelensky đã nói rằng Ukraine có thể thua trong cuộc xung đột với Nga nếu không có sự trợ giúp tài chính và quân sự liên tục từ Mỹ. Ngày 12 tháng 9, Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế cho biết Ukraine và Nga đã thể hiện sự quan tâm đến việc thiết lập khu vực an toàn quanh nhà máy điện hạt nhân Zaporizhia ở miền nam Ukraine. Phát biểu tại cuộc họp báo sau cuộc họp thường kỳ của Ban lãnh đạo IAEA, Tổng Giám đốc IAEA đã nhấn mạnh tầm quan trọng của việc không có hành động quân sự nào nhằm vào nhà máy Zaporizhia hay khu vực xung quanh có thể ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của nhà máy. Ông khẳng định đã nhận thấy những dấu hiệu rằng cả Ukraine và Nga đều quan tâm đến thỏa thuận thiết lập khu vực an toàn quanh nhà máy Zaporizhia. Trước đó, IAEA ngày 6 tháng 9 đã công bố báo cáo về kết quả chuyến thị sát tới nhà máy điện hạt nhân Zaporizhia, đồng thời kêu gọi thiết lập ngay vùng an ninh và an toàn xung quanh nhà máy này nhằm ngăn ngừa một số sự cố hạt nhân có thể xảy ra do các hoạt động quân sự. Trong báo cáo, IAEA liệt kê các hư hại ở nhiều phần của nhà máy, đồng thời cho rằng cần cải thiện điều kiện làm việc của nhân viên người Ukraine để tránh những lỗi trong thực hiện các quy định về an toàn hạt nhân. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Iran Nasser Kani ngày 12 tháng 9 cho biết, Iran sẽ ký thỏa thuận gia nhập tổ chức hợp tác Thượng Hải trong hội nghị thượng đỉnh sắp diễn ra của nhóm. Quá trình ký kết sẽ diễn ra tại hội nghị thượng đỉnh của tổ chức hợp tác Thượng Hải diễn ra tại Uzbekistan vào ngày 15 đến ngày 16 tháng 9. Tổ chức Hiệp tác Thượng Hải SCO là tổ chức quốc tế được thành lập vào năm 2001, bao gồm các thành viên như Ấn Độ, Kazakhstan, Trung Quốc, Kyrgyzstan, Nga, Tajikistan, Pakistan và Uzbekistan. Vào ngày 17 tháng 9 năm 2021, Tổ chức Hợp tác Thượng Hải đã khởi động các thủ tục để Iran gia nhập tổ chức. Ấn Độ và Pakistan đã mất 2 năm để chính thức gia nhập SCO. Theo các nguồn tin, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Nga Vladimir Putin cùng Tổng thống Iran Ebrahim Raisi và nhiều nhà lãnh đạo khác sẽ tham dự hội nghị thứ 22 của tổ chức. Ngày 12 tháng 9, Cơ quan Giám sát Dược phẩm của Liên minh châu Âu đã phê duyệt một loại vaccine đặc biệt nhằm vào các biến thể phụ mới và có khả năng lây nhiễm cao của Omicron trong bối cảnh xuất hiện lo ngại về lan sóng lây nhiễm COVID-19 trong mùa đông này. Loại vaccine mới được gọi là lưỡng trị do Pfizer-BioNTech sản xuất nhằm vào các biến thể phụ BA4 và BA5 rất dễ lây nhiễm. Đây là loại vaccine lưỡng trị đầu tiên được chấp thuận trong EU. Cơ quan dược phẩm châu Âu cho biết khuyến nghị này sẽ mở rộng hơn nữa kho vaccine hiện có để bảo vệ con người chống lại COVID-19 khi đại dịch vẫn tiếp diễn và các đợt lây nhiễm mới có thể xảy ra trong mùa lạnh loại vaccine mới này cũng chống lại chủng SARS-CoV-2 nguyên bản và xuất hiện 11 ngày sau khi cơ quan dược phẩm châu Âu phê duyệt vaccine của Pfizer và Moderna chống lại biến thể Omicron xuất hiện lần đầu. Loại vaccine mới dành cho những người trên 12 tuổi đã được tiêm ít nhất một liều cơ bản phòng COVID-19 và được phát triển từ vaccine Comirnaty của Pfizer. Các quốc gia châu Âu đang muốn gấp rút thông qua các loại vaccine thế hệ mới để khởi động chiến dịch tiêm phòng tăng cường trước nguy cơ xảy ra làn sóng COVID-19 mới vào cuối năm nay. Các doanh nghiệp rượu ở Nhật Bản đang dần chuyển sang sản xuất đồ uống không cồn hoặc chứa một lượng cồn rất nhỏ để thu hút các khách hàng tiềm năng thuộc thế hệ Gen Z. Đây là nhóm khách hàng được cho là có ý thức cao về việc bảo vệ sức khỏe. Theo công ty nghiên cứu rượu quốc tế, giá trị thị trường toàn cầu của phân khúc đồ uống ít cồn và không cồn đã tăng lên gần 10 tỷ đô la Mỹ vào năm 2021 từ 7,8 tỷ đô la Mỹ vào năm 2018. Hiệu ứng này đặc biệt rõ rệt ở Nhật Bản, nơi dân số đang thu hẹp và người trẻ tuổi uống ít hơn nhiều so với những thập kỷ trước. Trước sự sụt giảm doanh thu liên tục từ việc bán rượu bia, vào tháng 7, cơ quan thuế của Nhật Bản đã phát động một cuộc thi tìm kiếm ý tưởng về biện pháp kích cầu trong giới trẻ. Đây là chiến lược kinh doanh mới của các tập đoàn đồ uống tại Nhật Bản. Khảo sát của chính phủ cho thấy chỉ 7,8% người Nhật ở độ tuổi 20 uống rượu bia thường xuyên vào năm 2019, so với 20,3% ở nhóm tuổi đó vào năm 1999. Mua ngay hai thùng River 0.5 lít vị bất kỳ tại Tamba Foods hoặc dịch vụ Tamba Express trong tháng 9 này. Cơ hội trúng 4 đồng hồ Forerunner 745 nằm trong tầm tay. Thông tin chi tiết xin truy cập website tamba.mu hoặc chéo River. Các hạn chế xuất khẩu gạo của Ấn Độ đang đẩy nhiều doanh nghiệp nước ngoài sang Việt Nam, Thái Lan và Myanmar để tìm nguồn thay thế. Giá gạo xuất khẩu của Việt Nam đã tăng đều trong những ngày qua. Tuần trước, Ấn Độ, nước xuất khẩu ngũ cốc lớn nhất trên thế giới, đã cấm xuất khẩu gạo tấm và áp thuế 20% đối với xuất khẩu nhiều loại ngũ cốc khác trong nỗ lực ổn định giá, đáp ứng nhu cầu của hơn 1,3 tỷ dân. Giá gạo vì thế đã tăng 5% tại châu Á kể từ thông báo của Ấn Độ và dự kiến sẽ tăng hơn nữa trong tuần này. Việc vận chuyển gạo đã tạm dừng tại các cảng của Ấn Độ và gần 1 triệu tấn ngũ cốc đã bị mắc kẹt do người mua từ chối trả thêm mức thuế xuất khẩu 20% mới của chính phủ Ấn Độ. Khi các nhà xuất khẩu Ấn Độ ngừng ký hợp đồng mới, người mua đang cố gắng đảm bảo nguồn cung từ Việt Nam, Thái Lan và Myanmar. Giá gạo trắng 5% tấm đã tăng thêm khoảng 20 đô la Mỹ một tấn trong 4 ngày qua. Theo Reuters, giá gạo 5% tấm của Việt Nam được chào bán ở mức 410 đô la Mỹ trên một tấn trong ngày 12 tháng 9, tăng khoảng 20 đô la Mỹ so với mức giá là 390 đến 393 đô la Mỹ một tấn vào tuần trước. Ngày 12 tháng 9, Bộ Công an đã chỉ đạo Cục Quản lý Xuất nhập cảnh in thông tin nơi sinh vào mục bị chú của hộ chiếu phổ thông do Bộ Công an cấp cho công dân Việt Nam kể từ ngày 15 tháng 9 năm 2022. Bên cạnh đó, Bộ Công an có công văn đề nghị các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài có chức năng cấp hộ chiếu Việt Nam cho công dân Việt Nam in thông tin nơi sinh của công dân vào phần bị chú của hộ chiếu. Cùng với đó, Bộ Công an báo cáo chính phủ, báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành nghị quyết về việc đưa mục nơi sinh vào trường thông tin trong các loại hộ chiếu do Việt Nam cấp cho công dân Việt Nam. Mới đây, Bộ Ngoại giao Mỹ cũng đã quyết định đối với mục đích xin thị thực, hộ chiếu mới của Việt Nam được cấp kể từ ngày 1 tháng 7 năm 2022 mà không có thông tin nơi sinh sẽ phải bổ sung trang bị chú của chính phủ Việt Nam về nơi sinh liên quan đến vụ gia đình ở Huế gửi con vào Lâm Đồng điều trị bệnh, sau đó nhận về hũ cho cốt. Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết đã tiếp nhận cho cốt của một bé trai 3 tuổi đã bị thiêu nhằm giám định và đồng thời khôi phục vụ án để điều tra. Cụ thể, gia đình bé Mờ Quy 3 tuổi ở Huế cho biết, đầu năm nay họ phát hiện con mình có dấu hiệu bị chậm phát triển. Qua giới thiệu của người quen, họ đã liên hệ với ông Quy, tạm trú tại thành phố Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng, để nhờ người này chữa bệnh cho cháu. Ông Quy cho biết, để chữa khỏi bệnh, phải đưa cháu mở Quy vào Lâm Đồng, đến cơ sở chữa trị của người này để điều trị nội trú. Ông Quy cũng cho biết chi phí chữa bệnh là 200 triệu đồng một tháng. Gia đình cháu mở Quy đã chuyển cho ông Quy số tiền là 600 triệu đồng và đưa cháu vào Lâm Đồng giao cho người này. Trước khi cho cháu mờ quy đi chữa trị, bố mẹ cháu có viết giấy ủy quyền nuôi dưỡng cháu mờ quy cho ông quy vào tháng 3 năm 2022. Khoảng 3 tuần sau khi cháu mờ quy vào Lâm Đồng để điều trị, thì bố cháu nhận được điện thoại của ông quy nói rằng xin được gặp mặt trực tiếp ở thành phố Huế. Khi gặp nhau, ông quy đã thông báo với gia đình là cháu mờ quy đã chết vì Covid-19. Ông nói do sợ quá trình chuyển thi thể của cháu từ Lâm Đồng ra đến thành phố Huế bị phân hủy, nên ông Quy đã tự ý dùng củi thiêu thi thể cháu mở quy rồi lấy cho cốt đưa ra Huế cho gia đình lo hậu sự. Hiện công an Lâm Đồng đã mang một phần cho cốt được báo là của bé trai mở quy và mẫu tóc của mẹ cháu đi thành phố Hồ Chí Minh giám định ADN, đồng thời tiếp tục các hoạt động điều tra liên quan đến vụ việc này. Vậy là những thông tin dự báo thời tiết vừa rồi cũng đã khép lại điểm tin 24 giờ của chúng tôi ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.